Cũng trong hai ngày 13 và 14 tháng 11, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Cần Duộc đã tổ chức giải đá cầu. Đây là một trong những môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao huyện Cần Duộc lần thứ 9 năm 2021. Tham gia giải có 55 vận động viên tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đơn nam và đơn nữ. Các vận động viên đảm bảo trên 18 tuổi và phải tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19. Theo ban tổ chức, giải lần này có chất lượng cao hơn trước, Vận động viên có kỹ thuật tương đối tốt nên tạo được những trận cầu hấp dẫn, nhiều trận phải kéo dài đến hiệp thứ ba mới phân thắng bại. Kết quả sau hai ngày thi đấu giải nhất đôi nam thuộc về vận động viên Huỳnh Anh Huynh và Huỳnh Nguyễn Vương của thị trấn Cần Duột. Nhất đôi nữ là Trần Thị Thảo và Nguyễn Thị Lan đến từ xã Phước Vĩnh Tây. Giải nhất đơn nam và đơn nữ đều đến từ xã Mỹ Lộc. Trước đó, Trung tâm Phân hóa Thông tin Truyền thanh huyện Cần Duột cũng đã tổ chức giải Điền Kinh thuộc Đại hội Thể dục Thể thao huyện. Tham dự có hơn 50 vận động viên nam nữ đến từ 14 xã thị trấn, tranh tài ở các nội dung chạy cự ly 100m, 800m và 1.500m nam nữ từ 18 tuổi trở lên. Tất cả các vận động viên tham dự giải phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 hoặc là có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ. Trên tinh thần vui tươi, đoàn kết, các vận động viên đã thi đấu hết mình để đạt được thành tích cao kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã tặng 12 giấy khen nhất nhị bài cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Trong đó, giải nhất cự ly 100m và 800m nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Hàng Nga, xã Long Hậu. Cự ly 100m nam thuộc về vận động viên Võ Nguyễn Hoàng Đa, xã Mỹ Lộc. Vận động viên Phạm Hữu Hòa, xã Phước Vĩnh Đông đạt giải nhất cự ly 1.500m nam.